Rồi, chào các bạn nha. Nhiều quá trời, gió mạnh nha. Cấp đại bàng dược phẩm đầy đủ. Đó. Đó, điều điều nó gom lại đó. Gió này bay quá hồn. Mưa nắng liên tục, trời có bão. Con xanh ở đảo dữ ta. Gió đều đều quá, bay ngon lành ơi, có gì đâu. Đi làm gì quá. Quẹo vô chứ đâu. Đó nó vô đó. Con này là bay cao nhất nha, nghe gió. Chim đại bàng. Điều hạ nha. Tăng lên, tăng lên.
xình lên nè, nguyên xe tải mang xình lên nè, quá ghê luôn. Rất luôn hả Tư? Nặng gió quá, coi nặng gió quá ha. Con nào? Con này. Con nó vậy. Ủa bệnh như đâu? Bệnh đó. Rớt ngay chỗ này đủ không? Đi vô đó mà đủ chị. Nào qua đám bí nè. Đấy. Dưới gió, dưới phút gió rồi. Vô cái gió. Dưới đó nó phút gió vườn cây nè, đâu có ăn gió được. Ra luôn rồi, rớt luôn rồi, vô cây luôn rồi. Trời. Kéo luôn. Kéo qua luôn. Kéo luôn, kéo rớt luôn. Có không? Rớt hai ba con rồi. Rớt luôn. Rớt luôn. Chạy lại lên. Nó không lụm dìu dời kìa. Dạ phân ra tay dòng khấy à. Siêu không? Dạ, phân dây tốc độ ạ. Gió này cánh cốc thả là khỏi chăng luôn hả? Nó té à. Chưa hiu thì được. Rất thích. Quá, dây nằm ngón ngang hết. Nó keo rồi hả? Ồ, màu đẹp ghê à. Quá nổi. Qua con kia nó cũng đi bung mấy cái bọn. Rồi, chuẩn bị nha anh em, đón dông nha. Tiếp tục một trận dông nữa.
chưa sao chưa sao. Rồi, chào tất cả anh em nha. Chuẩn bị mưa tới rồi anh em ơi. Rồi dông vô vô nhà chắc ăn. Rồi, chào các bạn nha.